Nhằm đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, góp phần xóa vùng lõm sóng di động, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã đề xuất kế hoạch xây dựng 36 trạm BTS. Hiện đã phát sóng 9 trạm BTS, xây dựng lộ trình tách dần các trạm 2G hoặc 3G ở các khu vực có số thuê bao, lưu lượng 2G thấp, tăng cường phủ sóng mạng bằng công nghệ 4G để đáp ứng về vùng phủ sóng. Song song với đó, triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân đổi điện thoại 2G sang điện thoại hỗ trợ công nghệ 4G. Đến nay, toàn tỉnh có gần 60% hộ gia đình sử dụng cáp quang Internet băng rộng, 100% xã phường thị trấn kết nối Internet cáp quang. Ngoài ra, Internet băng rộng di động 4G đã phủ sóng đến tận các thôn làng và có 92% người dân trong độ tuổi trưởng thành sử dụng Internet băng rộng di động.